test nhẹ cho anh em quay tham khảo Nội Bài 110 nha, lên của vườn và làm dàn áo mới, dọn lên dàn đi trước ha, để cho anh em đi phượt test nha, quá nhẹ nhàng ha. Đó, full máy. Rồi, hôm nay tôi nha giới thiệu với anh em cấu hình làm cái máy full 110 và dọn xe để đi chơi Tết. Con này em làm là full nguyên con luôn. Em có là lên dàn áo mới nè, lên tem mới nè, lên bộ đi trước đủ xe ha. Riêng phần máy em làm là máy 110 nha, để cho anh em chạy đi Tết cho mạnh ha. Đó, em xin cái đồ để cho anh em tham khảo luôn. À, phần máy này là em làm full máy ha. Em thay dinh lớn nè, đi một lốc máy bên phải là mức rời nha. Đó, thay làm full của nồi thất chủ xe. Lên lòng 110 nha, đầu 110 chủ xe. Xin cam thì xin cam đi. Đó, lên bình xăng chủ xe luôn. Đó, bao lớn cho anh em ha. Và vậy em ok nha. À, bao cho anh em mà chạy rất là nhẹ nha, không giống như xe 50 ha. Đây, xe này xe quay 50 nha. Em làm lại ha. Máy êm ru nha. Đó, quá đã luôn. Em sẽ test cái lực máy để cho anh em tham khảo nha. Đó, nhất là có nha. Em làm là full máy cho anh em ha, mạnh bền. Đó, quá ngọt ha. Đó, anh em quay mà muốn làm máy sơn si dọn kiển đó, thì ghé bên Độ Xem Nam. Bên em mà chuyên làm máy nè, sơn si dọn kiển nè, quay sơ qua cho anh em coi tham khảo con xe luôn. Em thay quy nhãn xe ra ra cho anh em nhìn thấy dàn áo mới luôn. Đó, dàn áo làm là full mới ha. Lên tem quay A cho anh em nha. Đó, lên nguyên bộ tem mới luôn. Đó, quá đẹp đấy ha. Full có hình là máy nha, máy làm êm ru. Đó, quay nguyên dòng cho anh em thôi. Dòng luôn. Đó. Anh em mà muốn làm máy nè, sơn si dọn kiển thì cứ ghé bên Độ Xe Việt Nam. Bên em mà chuyên làm máy dòng quay nha. Êm ru mạnh mẽ ha. Đó. Ga nào cũng ngọt nha, để cho anh em tha hồ đi chơi đi phượt ha. Rồi, em chào anh em quay test nhẹ cho anh em quay tham khảo Nội Bài 110 nha, lên phương vườn và làm dàn áo mới, dọn lên dàn đi trước ha, để cho anh em đi phượt test nha, quá nhẹ nhàng ha. Đó, phun máy 110 ha. Đó, dinh 110 tha hồ đi phượt nha ha. Đó, em ru mạnh mẽ cho anh em. Đó, em làm là có mình là đúng dinh 110 cho anh em luôn. Đó, em ru. Đó, xe dích lên thôi, nhẹ nhàng lướt gió. Này là tha hồ chở bạn đi chơi đi phượt nha. Đó, đi đường dài cho anh em ha. Anh em quay mà muốn làm nồi, làm máy, dọn kiển thì ghép nha. Anh em này chuyên làm máy nha, làm máy và dọn kiển cho anh em, để cho anh em có xe mới chạy đi phượt Tết ha. Tết này là có xe đẹp và máy mạnh đi phượt ha. Đó, tha hồ mà đi du xuân nha anh em. Đó, kéo nhẹ vòng để cho anh em tham khảo bài 110 luôn. Đó, êm nhẹ bền cho anh em. Đó, dành em học sinh đi học đến trường cho khỏi bị trễ học nha. Rồi, kéo nhẹ vòng về để cho anh em tham khảo ha. Đó, quá nhẹ nha. Rồi, cảm ơn anh trai quay 50 luôn.